Xin chào và chúc anh em ngày mới vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung bản tin hôm nay. Nhân tố đặc biệt để MU đánh bại Man City. Erik ten Hag không có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, đây là gương mặt nhiều khả năng sẽ tạo ra sự khác biệt. Pha định chiến thắng 2-0 cho Man United trên sân Brighton của Rasmus Højlund khiến mọi nỗ lực của chim Hải Âu đổ sông đổ biển. Ngay sau khi vào sân thay người trong hiệp 2, tiền đạo Đan Mạch đã lên tiếng bằng một tình huống đi bóng tự tin, không quá phô trương nhưng đủ để tìm thấy góc sút hiểm để hạ gục thủ môn Jason Steele. Đây không phải lần đầu tiên Højlund vào sân và ghi bàn cho Man United, nhưng có vẻ là lần đầu tiên người hâm mộ cảm nhận được sự đặc biệt mỗi khi trở thành siêu dự bị của chân sút trẻ sinh năm 2003. Trước đó, anh vào sân trong hiệp 2 ở trận thắng Newcastle. Højlund cũng là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Man United ở phút thứ 84. Tính rộng ra mùa này, Højlund đã ghi tổng cộng 16 bàn và đóng góp 2 kiến tạo sau 42 trận ra sân cho Man United. Đây là thống kê không hề kém cỏi, khi đây mới chỉ là mùa đầu tiên tại Man United của Højlund, và thậm chí anh đã khiến cho Marcus Rashford phải bị lu mờ. Truyền thông Anh Quốc đưa ra những số liệu thống kê cho thấy tại Man United, Højlund không được trao quá nhiều cơ hội rõ ràng. Nếu nhận được sự hậu thuẫn tốt và chính xác hơn từ các đồng đội, hiệu suất sân bàn của tài năng sinh năm 2003 có lẽ còn ấn tượng hơn nữa. Giờ đây Erik ten Hag có vẻ đã nhận ra miếng đánh quan trọng cho Man United trước cuộc đối đầu với Man City. Phương án để Højlund dự bị, xáo trộn đội hình rồi tận dụng sức trẻ, sự càn lướt và khả năng dứt điểm đa dạng của tiền đạo người Đan Mạch trong hiệp 2 có thể là chìa khóa giúp cho Man United đánh bại The Citizen để nâng cao FA Cup. Luke Shaw được trao cơ hội cuối cùng giữa Euro. Theo Evening Standard, Gareth Southgate sẽ đưa một số cầu thủ bị chấn thương vào đội hình huấn luyện đội tuyển Anh cho giải vô địch châu Âu sắp tới vào thứ ba. Một trong những cầu thủ có thể được bổ sung là Luke Shaw, người được yêu thích dưới thời Southgate trong thời gian ông ấy làm huấn luyện viên của Tam Sơ. Luke Shaw đã không ra sân cho Man United kể từ tháng 2 và khó có thể đá chính trong trận chung kết FA Cup vào thứ bảy. Nhưng Gareth Southgate sẵn sàng trao cơ hội cuối cùng cho hậu vệ cánh trái này để chứng tỏ thể lực trước khi giải đấu bắt đầu ở Đức diễn ra vào tháng sau tới. Napoli chỉ trích Osimhen vì muốn đến Man United. Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis đã đưa ra những lời chỉ trích đối với tiền đạo Victor Osimhen. Cầu thủ người Nigeria một lần nữa được cho là có ý định chuyển đến sân Old Trafford với số tiền lớn vào mùa hè năm nay. Man United đang tìm kiếm một tiền đạo, mặc dù vẫn còn phải xem liệu sẽ chọn một tên tuổi lớn hay là một cầu thủ chỉ chơi dự bị cho Rasmus Højlund để cầu thủ người Đan Mạch tiếp tục thăng hoa. Osimhen dự kiến sẽ rời Nantes vào mùa hè này. PSG là điểm đến khả dĩ nhất của anh ấy, nhưng các báo cáo ở Ý cũng cho biết Osimhen rất muốn chuyển đến Premier League. Truyền thông Ý đưa tin rằng Chelsea và Man United đang theo dõi tình hình. Tại Serie A trong mùa giải năm nay, Osimhen không được lựa chọn trong một số trận đấu do vấn đề về thể lực. Anh đã bỏ lỡ trận hòa 2-2 của Napoli với Fiorentina ở Serie A vào tối thứ sáu và có thể sẽ bỏ lỡ trận đấu với Lecce vào ngày cuối cùng của mùa giải. Osimhen đã bỏ lỡ 16 trận ở mùa giải năm nay do vấn đề thể lực và De Laurentiis đã đưa ra lời chỉ trích tinh tế về cầu thủ này khi nói với các phóng viên: "Bạn không thể ép các huấn luyện viên huấn luyện một câu lạc bộ, hoặc bạn không thể đảm bảo rằng tiền đạo đầu tiên của bạn ghi 28 bàn thắng và anh ấy không bị ốm. Và có lẽ anh ấy đã tham gia 50% số trận mà lẽ ra anh ấy có thể chơi." McKenna gợi ý về việc quay lại Man United. Huấn luyện viên của Ipswich Town, Kieran McKenna trước đây đã tuyên bố rằng anh ấy có thể nhìn thấy tương lai cho mình tại Man United trong bối cảnh quỹ đỏ quan tâm đến việc có thể đưa anh ấy trở lại sân Old Trafford. Theo báo cáo của tờ Manchester Evening News, huấn luyện viên người Bắc Ireland được quỹ đỏ quan tâm khi ban lãnh đạo câu lạc bộ tiếp tục tranh luận về việc thay đổi đội ngũ ban huấn luyện. Erik ten Hag hiện đang phải chịu áp lực nặng nề sau khi câu lạc bộ ghi thành tích kém nhất từ trước đến nay tại Premier League. Khi rời quỷ đỏ vào tháng 12 năm 2021, McKenna đã nói: "Đó là một câu lạc bộ tuyệt vời để làm việc. Tôi hạnh phúc ở đó. Tôi có thể nhìn thấy tương lai ở đó tại Man United. Nhưng đó là tham vọng mà tôi đã ấp ủ trong suốt sự nghiệp huấn luyện viên của mình để trở thành huấn luyện viên. Khi liên hệ đầu tiên đến từ Ipswich, tôi biết nền tảng của câu lạc bộ. Rõ ràng, đó là một câu lạc bộ có truyền thống và lịch sử tuyệt vời." MU nhắm đến Evan Nilsson. Theo bài viết độc quyền của Journal The Noticias, Manchester United đang muốn ký hợp đồng với tiền đạo Evan Nilsson của FC Porto
trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Quỷ đỏ gặp khó khăn trong việc ghi bàn ở mùa giải năm nay. Khi kết thúc chiến dịch Premier League với hiệu số bàn thắng bại là 1, trong khi Rasmus Højlund chắc chắn có tiềm năng, việc thiếu một số cầu thủ ghi bàn đáng tin cậy có thể ghi bàn hàng tuần là điều hiển nhiên mà Man United cần phải có thêm sự bổ sung. Sự ra đi của Anthony Martial và phong độ kém cỏi của Marcus Rashford càng củng cố thêm độ tin cậy cho ưu tiên của Man United ở vị trí tiền đạo vào mùa hè năm nay. Một cầu thủ đang nằm trong tầm ngắm của Man United là Evan Nilsson. Cầu thủ 24 tuổi này có 24 bàn và 6 đường kiến tạo sau 41 lần ra sân cho FC Porto trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Mặc dù anh ấy đã tụt lại phía sau Victor Gyökeres trong cuộc đua giành chiếc giày vàng La Liga Bồ Đào Nha, nhưng tiềm năng của tiền đạo này là rất lớn. Evan Nilsson cũng không hề rẻ. Hợp đồng hiện tại của anh ấy tại Estadio Dragao có thời hạn đến năm 2027 và có điều khoản giải phóng lên tới 85,6 triệu bảng. Để có được tiền đạo này, chắc chắn sẽ tốn của Man United một khoản đầu tư đáng kể. Tiền đạo người Brazil là một cầu thủ dễ bóng giỏi, xuất sắc cả về chuyền bóng lẫn dứt điểm. Thêm vào đó là khả năng cầm bóng của anh ấy và Man United có thể có cho mình một số 9 thích hợp, người có thể dẫn đầu trên hàng công. Liệu Man United sẽ chi ra luôn 85,6 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này hay là sẽ đàm phán để có một thỏa thuận rẻ hơn hay không thì vẫn còn phải xem. MU muốn có Bradley Local. Man United cần tăng cường một số vị trí, nhưng hậu vệ cánh trái dường như là ưu tiên hàng đầu của Ineos. Luxor đã phải chịu chấn thương suốt mùa giải và Tyrell Malacia đã không chơi một trận nào kể từ cuối mùa giải trước. Quỷ đỏ muốn bổ sung thêm một hậu vệ cánh trái khác vào đội hình, có khả năng mở đường cho Malacia được cho mượn nếu anh ấy bình phục trở lại. Tài năng xuất sắc Melvin Brad đã được liên hệ, nhưng Man United có thể tìm kiếm một giải pháp đến từ câu lạc bộ Brad, đó là Bradley Local. The Next Hotel đưa tin rằng Man United đã cùng với Fulham, Nottingham Forest và thậm chí cả Liverpool đang xem xét việc chiêu mộ Local vào mùa hè năm nay. Có ý kiến cho rằng Local nằm trong danh sách mong muốn của Man United, nhưng cầu thủ này không phải là ưu tiên hàng đầu ở vị trí hậu vệ cánh trái vào lúc này. Họ cho rằng ngôi sao của Wolves, Ryan Anouri là tâm điểm và tin rằng Local là mục tiêu dự phòng đằng sau tuyển thủ Algeria. Anouri đã có kinh nghiệm ở Premier League, điều này có thể giúp anh ấy trở thành mục tiêu được ưa thích, nhưng Local được cho là đã lọt vào mắt xanh của Man United. Vậy Local là ai? Local gia nhập Lorient khi còn là một cầu thiếu niên nhưng chuyển đến Rennes vào năm 2020. Cầu thủ 22 tuổi này đã thi đấu cho đội Rennes 2 trước khi có 39 lần ra sân cho đội 1. Local rời Rennes theo dạng cho mượn để gia nhập Red vào năm 2023 trước khi hoàn tất thương vụ mua đất vĩnh viễn vào mùa hè năm ngoái. Red chỉ phải trả 500.000 euro tương đương với khoảng 430.000 bảng để ký hợp đồng với Local, và màn trình diễn của anh ấy ở mùa giải năm nay có nghĩa là Red hiện muốn có 20 triệu euro, khoảng 17 triệu bảng cho chữ ký của cầu thủ này. Local đã gây ấn tượng trong 33 trận ở Ligue 1 mùa này. Anh đã có 3 pha kiến tạo cho Red. Trước khi mùa giải bắt đầu, Brett được liệt tên vào danh sách những đội bóng sẽ phải tham gia cuộc chiến chủ hạng, nhưng Eric Roy đã đưa họ vào UEFA Champions League một cách thần kỳ khi cán đích ở vị trí thứ 3. Local đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển vượt bậc đó, và tuyển thủ U21 Pháp giờ đây có thể đạt được một vụ chuyển nhượng lớn vào mùa hè năm nay khi Quỷ đỏ đang muốn ký hợp đồng với cầu thủ này. MU có vị trí thuận lợi để ký hợp đồng với Brandweth. Theo ấn phẩm Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, Man United đang ở vị trí thuận lợi để ký hợp đồng với trung vệ Gerard Brandweth của Everton trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè bắt đầu. Cầu thủ từng được cho mượn tới Blackburn Rovers là một trong ba trung vệ mà Man United được cho là đang theo dõi. Quỷ đỏ muốn ký hợp đồng với hai trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.